Rồi, hello cô chú anh chị, hello cả nhà. Bữa nay ngày 31 tây tháng 3 ha. Bữa nay cuối tháng, trại bò Phong Anh Tri 2 xin kính chào cô chú anh chị nha. Đó, bữa nay em lên tiếp tục cho cô chú anh chị, trước mắt cô chú anh chị đây là ba con bò cái gu xin nha cô chú anh chị. Đó. Thì ba con bò này là ba con bò gu xin lũ tay nhỏ ha, kiểu mẫu rồi đẹp tuyệt vời. Thì đó. Đẹp cực kỳ ha. Thì ha, ba con giá cả cũng rất yêu thương cô chú anh chị. Thì trước khi xem cô chú anh chị cho em một like, một đăng ký ha, có động lực làm video nhiều tí cô chú anh chị. Đó. Thì số điện thoại của trại là 0378 709 707. Số này bao gồm Zalo của em luôn nha cả nhà. Đó, địa chỉ của trại là xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Cô chú anh chị có nhu cầu mua cứ liên hệ xuống trực tiếp trại. Alo hoặc là xuống trực tiếp trại xem bò cho là chốt bò nha cô chú anh chị. Đó. Thì trước mắt cô chú anh chị đây là ba con cái xin ha. Thì hai con lớn này nè là 1m17-18 nha cô chú anh chị. Còn con nhỏ này là 1m1 nha. Thì giá cả cũng cực kỳ yêu thương. Đó, thì em sẽ quay cụ thể chi tiết từ con cho cô chú anh chị xem nha. Em xin lỗi cả nhà nãy giờ em nghe điện thoại nha. Rồi đó, thì tiếp tục cô chú anh chị đi. Con nhỏ đầu tiên là 1m1 nha cả nhà, còn hai con còn lại là 1m17-18 nha. Đó, thì em sẽ quay chi tiết cụ thể từ con cho cô chú anh chị xem nha. Và trước tiên thì em sẽ báo giá cho cô chú anh chị ha. Ví dụ như cô chú anh chị nào mà hài lòng ưng về cái mức giá này thì mình theo dõi tiếp nha, mình xem bò mình mua nha cả nhà. Còn ví dụ cô chú anh chị nào thấy cái giá không hài lòng thì mình đợi bò khác nha cô chú anh chị ha. Đó, thì con bò đầu tiên này là mạch mốt ha. Bò này là khú mặt nha cả nhà, nó hơi khú luôn á. Đó, chân cẳng nó khú nè. Đó, thì bò này trại bán giá công khai cho cô chú anh chị luôn là 15 triệu nha. Đó, 15 triệu. Rồi, còn hai con còn lại là bán cho cô chú anh chị. Trời, điện thoại nữa. Khoan. Rồi, xin lỗi cô chú anh chị nha. Nãy giờ em nghe điện thoại. À, rồi, và nãy nó tới đâu ta? Rồi, em báo giá cho cô chú anh chị ha. Thì cái con nhỏ này cao 1m1 ha, bò này khú mặt ha, thì báo giá công khai cô chú anh chị là 15 triệu nha. Đó, còn hai con còn lại, một cặp này bán giá công khai cho cô chú anh chị luôn là 38.500.000 ha. Đó, thì cô chú anh chị nhắm mà thấy hợp nhãn, hài lòng ưng ý giá cả, cô chú anh chị thêm đi theo dõi và xem cụ thể chi tiết với em ha. Đó, thì bò nói chung khá là đẹp cô chú anh chị ha, bò này nói dáng thì cũng đẹp. Đó, rồi em sẽ quay cụ thể chi tiết từ con cho mình xem nha. Đó, rồi đầu tiên là cái con nhỏ nha cả nhà, sái thì đầu thì nghiêm chỉnh, bò này đặc biệt sái tích thì phải đâu đó đàng hoàng nha cả nhà, sái lưng ha, lưng nè, đó chứ không có mà sái bậy nha. Có cái đặc biệt bò này nó hơi dê cô chú anh chị, bò này hơi dê quá, bò này về, bò này nếu mà cô chú anh chị nào có nhu cầu mua rồi em thấy trước khi giao em sẽ xịt dê cho cô chú anh chị nha, xịt chết hết, chứ nè dậu cũng cực kỳ ha. Đó, đúng á, đúng nè, bốn con vú nhìn cả nhà thấy không đó. Con này nó hơi chuồng này hơi dơ đó, chân cẳng móng nè, ngon lành thấm nha cả nhà, chân cẳng móng thì sọ rồi nha, chuồng này hơi dơ cái cô chú anh chị. Em về mới dội sơ rồi em quay đây qua con đó, đây mặt mày bên đây đó nha. Đó, mặt mày, chân cẳng móng nè, móng trước cũng sao ngon lành hết nha cả nhà. Đó, ha. Thì bò khá là đẹp bò ha. À, cái qua nè, qua cũng chà bá lửa, cây đuôi cô chú nhìn thấy không, cây đuôi chà bá lửa, khú nha, khú mặt. Đó, qua đang thui nè cô chú nhìn. Rồi ha, con thứ hai nha cô chú chị, con thứ hai đây, sái đầu đây, sái tích thì phải ngon lành nha, bò này đặc biệt sái tích thì phải đâu đó phải chuẩn đó, đâu phải chuẩn nha. Nè, mặt mày nè, miệng chậu khóe sâu hết à, chân cẳng móng nè ha, dạo sùng sình nè cô chú anh chị, chú anh chị thấy nè, bò đầu đẹp ghê không, đầu trội ha, miệng chậu khóe sâu ha, bò cũng cực kỳ yêu thương đó, đúng nè, chân cẳng nè, móng trước móng sau nè cô chú anh chị thấy ha. Cho ba con đi đó,
cũng nói nè, đầu cổ này cô chú anh chị thấy ha, đẹp, khá là đẹp. Nói chung cặp bò lớn này nó đẹp lắm cô chú anh chị ha. Còn bò nhỏ thì tiền nào cũng lấy, nó hơi nhỏ bò thôi, chứ bò nhỏ mình cũng cỡ mấy bò này thì nói chung khó chịu. Rồi con thứ ba nha cô chú anh chị, con thứ ba đây, mặt nè, sẽ đầu trái tích thì nghiêm chỉnh hết nha cả nhà. Đó, bên trại em bán là bò có sao báo vậy, đúng như nhìn bò hay dê nha cô chú anh chị. Nè, thấy cái dê nó đeo nè, đó. Trước khi giao cô chú anh chị em sẽ xịt dê chết hết, cô chú anh chị an tâm về phần đó nha. Tại bò ở đây số lượng đông quá em xịt thì nó, con này nó lây qua kia, nó tái đi tái lại. Còn một khi lên xe là em xịt là chết hết, về nhà mình là sạch sẽ hết. Bò này, đó, mặt mày nè, đó, chân cẳng móng là ngon lành hết nha cô chú anh chị. Chân cẳng thì đàng hoàng không có gì, bò này rúng giống y sự cái súng của con bò được không đó, độc ghê không, ghê gớm nha, độc lắm. Thì nói chung cô chú anh chị ha, tiền nào cũng nấy nha cả nhà, đó, giá cả thì tiền nào cũng nấy đó. Đây nè, em đứng xa lại nè cô chú anh chị ha, xa mà quay thấp quay cao quay xa quay gần đầy đủ cho mình hết ha. Thì đối với những con bò này về bên trại, trại đã chín người diêm gia nó cục cho mình, lông mầm lỗ móng trụ trùng cho mình hết rồi, cô chú chị an tâm về phần đó nha. Đó, đi đó, cô chú chị thấy nói chung bò thì tương đối khá là đẹp nha cả nhà. Nè coi cái quan đó nè, cái đu cho bá lửa. Thì hai con lớn này, hai con lớn này cái tháng tuổi nó chắc cỡ tôi nha cô chú chị, tôi nha. Còn con nhỏ nó cỡ chừng 8 tháng bò nha cô chú chị. Nè con này là 8 tháng bò ha, còn hai con lớn thì cỡ tôi nha cả nhà. Đó, đây cô chú thấy đây là một siêu phẩm ha. Đó, đó thì bò thì nói đáng tiền nào của nấy đó, cả nhà thấy không, đẹp cực kỳ, long lanh không đó ha, không còn gì để bàn cãi nữa nha. Đó thì đối với em á thì em thấy đẹp hơn nha, còn cô chú anh chị thì tùy nha, cô chú anh chị cái có hài lòng hay không. Em nói cô chú chị tiền nào cũng nấy nè, ví dụ như con này nhỏ tháng hơn, nhỏ bò hơn đó thì nó giá nó nhẹ hơn, còn hai con này thì nó cao tháng cao tiền hơn, cao bò lớn bò này kia nó đầy đủ, nó hơn nhiều lắm cô chú chị ha. Đó, bò lưng thẳng bắc đó, đầu trụi, mặt cục, miệng khóe sâu. Mấy con bò này nước ăn uống thì cô chú chị về khỏi bàn cãi tới rồi ha, ăn uống dữ dội luôn. Nè, chân cẳng móng nè, qua nè, cây đuôi nè, cô chú anh chị thấy nè, cây đuôi hết thuốc cái cây đuôi không, đó thì em nhắc lại một lần nữa ha, số điện thoại là 0378 709 707, số đó bao gồm số Zalo của em ở trại luôn nha. Và địa chỉ của trại là xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Thì cô chú anh chị có nhu cầu mua chốt qua điện thoại thì em sẽ giao bò tận nơi cho cô chú anh chị. Và kiểm tra bò không tặc lỗi thì mình nhận ha, còn có tặc lỗi cô chú anh chị cứ quyền việc là trả không nhận bò, là trả sẽ trả bò về. Còn cô chú anh chị nào có thời gian gần lãnh rỗi cứ chạy đến trực tiếp trại xem bò và chốt bò ha. Đó, đây ba con thì nói đáng thì quay nhiều quá, quay lâu quá thì nó cũng có nhiều đó lặp đi lặp lại rồi cô chú anh chị. Thì không phải là gì, nhưng mà hổm lại em cũng cố gắng em quay lâu nhiều cho cô chú anh chị thêm tí. Rồi có nhiều anh chị điện nói sao quay lẹ quá, quay có xíu là xong rồi. Nó thì em thấy bò quay tới quay lui thấy cũng không có gì nữa khác cái gì đó, thì tại nói chung bán có sao báo vậy cũng thiệt tình đó ha. Đó thì quay dài quá thì em cũng không có biết gì để nói, nên bởi cũng không biết sao. Đó thì mua bán là thiệt tình hơn của chú chị ha, thì nó đáng rồi em bán đúng bò đúng giá cả, thì làm đúng uy tín thì em không có ngại gì hết cô chú anh chị. Nói chung là em không có ngại, không sợ gì hết, em không che không giấu gì hết đó. Thì cô chú anh chị nào mà hiểu thương thì trại cảm ơn cô chú anh chị đi ha. Còn anh chị nào mà nghe không lọt lỗ tai thì chịu thôi, chứ bó tay em cũng thông cảm cho em ha. Đó, bò rúng nè, cô chú gì thấy không, rúng nè, đọc ghê, vú nè, bộ rú 4-5 vú như này cả nhà. Bộ tơ em không dám lại gần,
lạ lạ đút cái điện thoại vô cái đá cái văng điện thoại lỗ cái tiền sửa không mấy mua hồi mới hết mấy triệu nữa tội nghiệp lắm cô chú anh chị ơi. Hẹn rồi thì thôi clip cũng dài rồi, bữa nay tâm sự cô chú anh chị cũng nhiều thì cô chú anh chị có nhu cầu mua cái liên hệ em ha, rồi ủng hộ Trại, Trại cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Rồi thì cô clip Trại cũng cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ nhiều thời gian ủng hộ nói chung là mua ủng hộ Trại, tin tưởng Trại trong thời gian qua, Trại cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại cô chú anh chị clip ngày mai tiếp tục nha. Rồi chào tạm biệt. Đó, quay lên cái nữa kìa, hang bò đẹp quá. Hang bò này mà nó chữa một cái hết thuốc, nó chữa một cái là nó ôm chữa nó dữ dội luôn đó nha. Rồi hang chào tạm biệt cô chú anh chị nha.